liên quan đến vụ án giết người, cướp của xảy ra tại quán cắt tóc gội đầu Ngọc Thu 392 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đã bắt nghi can khi người này đang lẩn trốn ở một ngôi nhà quan gần hiện trường vụ án. Chúng tôi trích xuất camera, đồng thời người dân cung cấp tin nên đã chống dánh tiếp cận, khống chế bắt giữ kẻ tình nghi. Chúng tôi hiện đang lấy lời khai nghi can ở trụ sở, một điều tra viên cho hay. Hiện trường vụ án. Được biết, hung thủ có tên Lực, quê Nghệ An. Nghi can mặc áo đỏ, quần sọc màu đỏ, đeo kính khi bị bắt anh gây án. Nguồn tin từ cơ quan công an cũng xác nhận một trong các hai nạn nhân là bà Ngô Thị Phương 1949, chủ nhà 392 Nguyễn Lương Bằng, đang nguy kịch tại bệnh viện nhưng chưa tử trận như thông báo bên trên mạng xã hội. Nạn nhân thứ hai là chị Hờ vẫn đang cấp cứu. Trước đó anh Đô khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 10, tại tiệm cắt tóc gội đầu ở số nhà 392 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ cướp của chấn động dư luận. Nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường. Các nhân chứng cho biết thêm anh Đô, thời điểm bên trên chúng ta bắt gặp người đàn bà tên Phương, chủ nhà 392 đường Nguyễn Lương Bằng, nằm gục bên dưới đất ngay mặt tiền số nhà 394 đường Nguyễn Lương Bằng. Bà Phương có vết thương ở ngực, máu tuôn xối xả. Bên trong quán cắt tóc Ngọc Thu số nhà 392, chủ quán tên Hờ bị thương ở tay nhưng vẫn đang trong tình hình tỉnh táo. Họ nhờ công ty chúng tôi gọi xe cấp cứu anh công an. Trước khi xe cấp cứu đến, đàn ông bà Trang đến hiện trường, dùng tay bịt vết thương cho mẹ. Họ kể lại rằng một người bọn ông xông anh Đô tiệm, khống chế chủ quán rồi cắt tay. Khi chủ nhà có mặt thì người này đâm anh Đô ngực rồi lấy một số trong những thứ anh bỏ chạy, một nhân chứng kể.